chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin 14 giờ cập nhật nhanh các tin tức kinh tế đời sống trong nước trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 9 yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Theo đó yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và phụ trách công tác bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan địa phương mình, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật nếu các đơn vị thuộc phạm vi quản lý không tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ hoặc để xảy ra mất an toàn thông tin, lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước. Bảo đảm 100% hệ thống thông tin từ cấp độ 1 đến cấp độ 5 đang vận hành phải được phê duyệt cấp độ an toàn. Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định số 194 ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Mục tiêu nhằm triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt với lực lượng đặc nhiệm tài chính FATF. Sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách, rà soát, tăng cường, danh sách xám trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích quốc gia. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VASEP, xuất khẩu thủy sản của nước ta tháng 1 đạt gần 750 triệu đô la Mỹ, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, Trung Quốc đã trở thành thị trường nhập khẩu thủy sản lớn thứ hai của Việt Nam sau Nhật Bản. Riêng mặt hàng tôm và cá tra, Trung Quốc là thị trường lớn nhất trong tháng này, khi mà xuất khẩu sang thị trường này tăng gấp gần 4 lần so với tháng 1 2023. Tháng 1 năm nay cũng là thời điểm các nhà nhập khẩu Trung Quốc tăng mua hàng phục vụ cho Tết Nguyên Đán. Ngoài Trung Quốc, các thị trường chính khác đều có sự tăng trưởng mạnh trong tháng 1 năm nay so với cùng kỳ, như xuất khẩu sang Mỹ tăng 63%, sang Nhật Bản tăng 43%, sang EU tăng 34%. Đoàn công tác quân khu 7 đã đến thăm chúc mừng Bệnh viện Quân y 4, Quân đoàn 4, Bệnh viện Quân y 7B và Bệnh viện Quân y Miền Đông nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Tại các nơi đến, đoàn công tác quân khu 7 chúc mừng và biểu dương những kết quả mà các bệnh viện đạt được thời gian qua trong công tác điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân. Với trách nhiệm của mình, các bệnh viện đã chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho đội ngũ y bác sĩ được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia các khóa học kỹ thuật chuyên sâu, qua đó thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, lương y như tự mẫu, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ y bác sĩ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân. Sau khi một số địa phương có chính sách tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn đề nghị các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 theo đúng quy định. Các đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông là học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh là người dân tộc rất ít người, học sinh khuyết tật và học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Như vậy, nhóm thí sinh có giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không được hưởng bất kỳ ưu tiên nào. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin cập nhật trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.